giả đã đến với kênh Chuyện Sao Việt. Chúc quý khán giả sẽ có những phút giây thư giãn thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông báo để được theo dõi những tin tức mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé. Và bây giờ xin mời tất cả quý vị khán giả, chúng ta sẽ cùng đến với những tin tức Sao Việt nổi bật nhất trong ngày. Tiết lộ dàn mỹ nhân thế hệ rồng vàng sinh năm 2000 của Vbiz, tài sắc vẹn toàn. Quả không ngoa khi nói rằng sinh năm 2000 là năm của những chú rồng vàng. Chỉ cần điểm qua những gương mặt mỹ nhân đình đám của showbiz Việt dưới đây, bạn sẽ phải trầm trồ không chỉ vì nhan sắc mà còn vì tài năng cực đỉnh của những cô gái này. Lương Thùy Linh, Miss World Việt Nam 2019. Đến từ quê hương Cao Bằng, Lương Thùy Linh là một trong những thí sinh nổi trội của trường đại học ngoại thương. Sở hữu chiều cao 1m77, gương mặt thần thái cùng trình độ IELTS 7.5 và khả năng trình diễn tự tin, cô xứng đáng là chủ nhân của ngôi vị Miss World Việt Nam 2019. Không chỉ gây ấn tượng ở trong nước khi xuất hiện ở đấu trường sắc đẹp quốc tế, khả năng giao tiếp tiếng Anh tự tin trong phần thi phỏng vấn, sự chỉnh chu, chuẩn bị cho phần thi tài năng với tiết mục múa mâm độc đáo và dự án thiện nguyện đầy thiết thực tại chính quê hương Cao Bằng đã giúp cô nàng được xướng tên trong top 12 chung cuộc cuộc thi Miss World 2019, điều chưa từng có trong lịch sử sắc đẹp Việt Nam tại đấu trường này. Nguyễn Tường Sang, Á hậu 2 Miss World Việt Nam 2019. Là gương mặt nữ sinh nổi trội ở trường trung học phổ thông Phan Đình Phùng, Nguyễn Tường Sang gây ấn tượng mạnh với khán giả khi có màn trình diễn thuyết phục tại Miss World Việt Nam và xuất sắc giành ngôi vị Á hậu 2. Sự trưởng thành của Tường Sang được đánh dấu bằng cuộc thi Miss International 2019 diễn ra ở Nhật Bản. Người đẹp đã chuẩn bị cho cuộc thi này khá kỹ lưỡng. Cô mời chuyên gia catwalk Santos và Hoa hậu quốc tế 2018 hướng dẫn kỹ năng trình diễn sân khấu. Trong phần thi thuyết trình, Tường Sang đã có câu trả lời thông minh. Nụ cười là thứ ngôn ngữ kỳ diệu mà bất cứ ai đến từ quốc gia nào cũng đều hiểu được. Là một hoa hậu quốc tế, tôi hiểu sứ mệnh của mình là lan tỏa yêu thương, nụ cười và sự tử tế. Tôi sẽ dùng tiếng nói của mình để tiếp thêm sức mạnh cho người phụ nữ trên khắp thế giới, để nói với họ rằng hãy yêu và học cách yêu lấy chính bản thân mình. Thành tích mà Tường Sang đạt được tại cuộc thi tầm cỡ này là giải trang phục dân tộc đẹp nhất và lọt vào top 8 chung cuộc. Một thành tích đáng tự hào sau nhiều lần out top của các đại diện Việt Nam trong những năm 2016, 2017 và 2018. Nguyễn Lâm Thảo Tâm, Hot Girl IELTS 8.5. Nổi bật trong thế hệ 10X đời đầu là Nguyễn Lâm Thảo Tâm, thường được gọi là Hot Girl IELTS 8.5. Thảo Tâm không chỉ có nhan sắc dịu dàng, cô còn thể hiện trình độ học vấn cực đỉnh của mình khi trở thành sinh viên của ngôi trường đại học danh giá Fulbright Việt Nam. Thảo Tâm được biết đến nhiều hơn sau khi tham gia dự án phim Mắt Biếc với vai diễn Hồng. Khán giả xem phim không khỏi bất ngờ vì khả năng diễn xuất khá tốt của cô nàng, đập tan mọi hoài nghi về việc Thảo Tâm được lựa chọn là vì nhan sắc. Cô nàng hiện đang nhận được nhiều sự yêu mến của các bạn trẻ. Bảo Hân, cô gái Úc trong Về Nhà Đi Con. Thủ vai Ánh Dương, cô gái Úc trong phim truyền hình dài tập nổi tiếng Về Nhà Đi Con, Bảo Hân đã tạo được ấn tượng cực kỳ sâu đậm trong lòng khán giả với khả năng diễn xuất tự nhiên, diễn như không diễn. Dù mới chỉ sinh năm 2000, nhưng những gì Bảo Hân thể hiện đã cho thấy năng khiếu vượt trội của cô gái này. Không chỉ xuất sắc trên màn ảnh, Bảo Hân còn là thủ khoa môn diễn xuất của Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội năm 2018. Dẫu chiếm được nhiều tình cảm của khán giả sau lần đầu thủ vai, cô chia sẻ vẫn ưu tiên việc học hàng đầu và sẽ chăm chỉ tương tác với người hâm mộ qua mạng xã hội. Ca sĩ AMI chào sân Vbiz với một loạt những ca khúc đình đám như Anh Nhà Ở Đâu Thế, Đèn Đá Không Đường, Trời Giấu Trời Mang Đi, cùng nhan sắc ngọt ngào. AMI xứng đáng là một trong những ca sĩ nhỏ tuổi đình đám nhất hiện nay. Những ca khúc triệu view đã mang lại cho cô gái này lượng fan cực khủng, thậm chí nhiều câu hát đã trở thành trào lưu trên mạng xã hội. Có thể nói những thành công bước đầu trong sự kết hợp nhỏ nhỏ với các dự án của đàn anh là bàn đạp vô cùng tốt giúp AMI có thể phóng thành công tên tuổi của mình và nhận được nhiều sự đón nhận của khán giả, cũng như sự trông chờ những sản phẩm âm nhạc mới của cô. Trần Tiểu Vy, Hoa hậu Việt Nam 2018. Mỹ nhân gốc Quảng, Trần Tiểu Vy cũng đích thực là một rồng vàng khi đăng quang ngôi vị Hoa hậu Việt Nam khi vừa tròn 18 tuổi. Dù không thành công trên đấu trường nhan sắc quốc tế, Tiểu Vy vẫn là gương mặt được nhiều thương hiệu, nhãn hàng thời trang săn đón. Mới đây, sự kiện Elf Beauty Awards 2020 đã bất ngờ vinh danh Hoa hậu Việt Nam 2018 Tiểu Vy giải thưởng Best Face of the Year.
Theo đó, giải thưởng do ban cố vấn và khán giả bình chọn trong suốt nhiều tháng liền. Ban tổ chức đánh giá sau một năm đăng quang, nhan sắc Tiểu Vy ngày càng thăng hạng. Ngoài tham gia các sự kiện giải trí, Tiểu Vy cũng tích cực thực hiện các dự án cộng đồng, xã hội trên cả nước. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để được theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.